Hello, xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Đây là siêu phẩm nước hoa nội y siêu thơm luôn. Sản phẩm này là nước hoa nội y của Jubilee và cũng được nhập khẩu trực tiếp tại nhà máy Pháp, đã được kiểm định GMP hàng đầu nước Pháp nên là cái độ an toàn của nó rất là đảm bảo, rất an toàn cho da và không gây mẩn ngứa, kích ứng da. Và đặc biệt đây là một dòng sản phẩm dùng ở trên đồ lót có thể tạo được hương thơm vô cùng quyến rũ và độ lưu giữ hương thơm suốt 24 giờ, giúp loại bỏ được mùi hôi ở vùng kín, loại bỏ được mùi hôi của cô bé của bạn, và không những thế còn tạo được hương thơm suốt 24 giờ và đặc biệt là cân bằng độ pH cho cô bé. Và hiện tại sản phẩm này có giá trị lên tới là 500.000 đồng, nhưng mà bạn sẽ được tặng miễn phí nếu mà ngay trong hôm nay bạn sẽ đặt hàng xét sản phẩm tinh dầu nước hoa Pháp cao cấp chính hãng Jubilee này. Xét sản phẩm này có giá gốc là 1.299.000, nhưng hiện tại là đang còn giảm 599.000. Và nếu mà bạn đặt hàng nhanh nhất vào ngay trong ngày hôm nay thôi thì bạn sẽ được tặng kèm theo một set nước hoa nội y cao cấp này. Nên là bạn hãy đặt hàng nhanh nhất để sở hữu em set nước hoa nội y cao cấp này nha. Tất nhiên là nó sẽ có giới hạn nên là bạn hãy đặt hàng sớm để có thể được nhận quà tặng là em nước hoa nội y với dung tích là 10ml này nha. Siêu thơm và giữ hương siêu lâu nha. Tạo hương thơm được cho cô bé cực kỳ lâu và giữ hương được lên tới 24 giờ. Quà tặng này sẽ có giới hạn và hiện tại số lượng của nó không còn nhiều, nên mà bạn hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu ngay quà tặng khi mà đặt set tinh dầu nước hoa Pháp mà Jubilee cao cấp này nha. Khi mà quà tặng em nước hoa nội y này hết thì chỉ còn tinh dầu xịt 5ml này. Nếu mà bạn đặt hàng nhanh nhất thì sẽ được tặng em nước hoa nội y cao cấp này. Còn nếu mà bạn đặt hàng chậm hơn nữa thì chỉ được tặng set tinh dầu nước hoa dạng xịt 5ml và bạn có thể lựa hương thơm khác nhau để có thể dùng thay đổi. Còn nếu mà bạn đặt chậm hơn nữa thì quà tặng sẽ không còn đâu, cho nên là bạn hãy nhanh tay đặt hàng ngay để sở hữu những quà tặng rất là hấp dẫn này nha. Nên bạn hãy đặt hàng ngay nha, chỉ cần đặt một sản phẩm này mà bạn sẽ được kèm theo những quà tặng rất là hấp dẫn và những quà tặng rất là khủng. Bạn có thể đặt trực tiếp ở trên fanpage Jubilee Việt Nam hoặc là đặt hàng ở trên trang web nước hoa chính hãng jubilee.com, trên Shopee có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0986606898 thì các chuyên viên tư vấn về mùi hương sẽ hỗ trợ và giúp bạn đặt hàng nhanh nhất và có những cái quà tặng hấp dẫn nhất nha. Và số lượng quà tặng chỉ có giới hạn thôi nên là mọi người hãy nhanh tay để đặt hàng để trở thành người nhanh nhất sở hữu những cái món quà hấp dẫn này nha. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này. Mọi người có thể lại ngay ở dưới thông tin các thông tin của bạn để bên mình có thể liên hệ hỗ trợ nhanh nhất với bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.